ở tôi 60 tuổi và tôi trước khi vào Siberia thì tôi là cán bộ quân đội nghỉ hưu và tôi cũng rất là muốn tìm kiếm cho mình một cái cơ hội làm thêm. Thì tuy nhiên là tôi thấy mình là không có một cái chuyên môn gì cụ thể và cũng không có được một cái nguồn tài chính dồi dào để mà có thể làm một cái công việc về đầu tư tài chính và cũng chưa bao giờ kinh doanh, cho nên là tôi cũng rất là sợ rủi ro và tôi đi tìm cho mình một cái công việc mà để sao cho nó phù hợp với lại hoàn cảnh của mình. Thì tôi biết đến cái ngành kinh doanh thương mại thì tôi biết đây là nó sẽ là một cái hình thức mà rất là phù hợp với mình. Thế và tôi đang loay hoay bởi vì là ở Việt Nam mình thì có khá nhiều những cái công ty cũng kinh doanh thương mại. Thế và mình lựa chọn là như thế nào ấy thì là thực là khó bởi vì thấy rất là nhiều người thành công nhưng cũng nhiều người thì lại không thành công. Thế rồi là có những cái người mà lại phải bỏ cái ngành này bởi vì là họ mang theo một cái khoản nợ khá lớn. Thế thì tôi cũng rất là băn khoăn nhưng mà tuy thế thì tôi vẫn biết rằng đây là một cái ngành mà sẽ cho mình một cái cơ hội rất là tốt bởi vì nó là một cái ngành kinh doanh của thế kỷ 21. Thế và trong lúc băn khoăn ấy thì tôi gặp bạn Thanh Hải và rất là cảm ơn bạn bởi vì là đã dẫn tôi đến Sivri. Khi tìm hiểu về Sivri thì tôi thấy đây là một cái tập đoàn chuyên về chăm sóc sức khỏe của Nga và với người Nga ấy, thì tôi rất là cảm tình bởi vì là nó cũng liên quan đến cái ngành nghề trước đây của tôi và tôi biết đây là một cái cơ hội cho mình và tôi đã tìm hiểu về công ty thì thấy công ty với cái chính sách là đơn giản, trung thực và chính xác thì tôi thấy rất là phù hợp và tôi đã quyết định tham gia vào cái công ty Sivri vào ngày 27 tháng 7 năm 2021 và vào đây thì tôi thấy là mình nhận được nhiều giá trị hơn là tôi nghĩ bởi vì là từ là một cái người mà chẳng có một cái chuyên môn gì cả thì bây giờ là tôi đã có được một cái chuyên môn, đó chính là cái tư vấn về chăm sóc sức khỏe chủ động cho mọi người và tôi cũng có thêm được một cái kỹ năng là làm việc trên cái nền tảng công nghệ 4.0 bởi vì là đây cũng chính là cái xu thế của thời đại và tôi lại còn là có một cái sự phát triển bản thân, biết lắng nghe, quan tâm mọi người, biết chia sẻ và trong cái quá trình làm việc đó thì tôi đã vượt qua được cái nỗi sợ hãi bản thân. Thì tôi thấy là thật là tuyệt vời bởi vì là cái công việc này thì tôi thấy là rất là nhiều người thành công. Ở đây thì là người ta đặt ra mục tiêu và đặt ra thời gian để đạt được mục tiêu và tôi thấy hầu hết là anh chị em đã đạt được và tôi rất là tin tưởng là với cái hệ thống dẫn đường với cái những cái người mà đã thành công rồi đúc rút ra những cái bài học để cho thành công thì tôi sẽ nhất định là cũng sẽ thành công. Tôi sẽ 5 năm nữa thì tôi sẽ trở thành thủ lĩnh ở đây. Thì một cái cơ hội, một cái công việc nhưng mà lại cho chúng ta rất là nhiều giá trị. Tôi đã nhận được ở Siberia này giá trị về sức khỏe, giá trị về sự phát triển bản thân. Rồi là một cái cho tôi một cái phong cách sống mà năng động, tích cực và làm chủ được cuộc sống của mình, tự do về tài chính. Cho nên là tôi sẽ đi theo Siberia. Và tôi cũng thấy rằng là nếu như mà mọi người mà muốn có được một cái cơ hội như tôi thì cũng hãy tìm hiểu Siri ngay từ hôm nay.